Rồi, hello, xin chào các bạn, quay lại kênh của mình. Hôm nay mình ship cá các bạn, đi bắt vài em cá ship về Lâm Đồng tiếp. Em đó em mua liên tục luôn. Các bạn thấy mình có một con cá rất là đặc biệt các bạn, nó bị méo cái mỏ. Đây các bạn thấy có em nó bơi nó trốn rồi. Giống như nó trúng gió hay gì các bạn, nó méo cái mỏ mắc cười lắm. Hay là nó nhảy lên đụng vô đâu đó, bây giờ méo cái mỏ rồi. Bây giờ mình mới phát hiện cái được mấy ngày à. Chắc là ở trong nước trúng gió hả? Mình mới gắn đèn xong, bây giờ gắn thêm cái cây này cho nó bò qua các bạn. Đó. Nó bò qua cho nó che lại cái thành đá. Để lát mình lấy dây rút mình cột lại. Cái hồ cá này bây giờ mình đang thanh lý bớt đó các bạn. Tới lúc mình đang dây thì đã thanh lý xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt một em cá trong này và hai em cá trong thùng giữ nha. Để mình ra quay thùng giữ như các bạn xem. Đây cá trong thùng giữ của mình đấy các bạn. Cá bơi khỏe lắm. Nước lăn tăn không có thấy con cá nào hết. Mỗi lần bắt cá phải tắt nước các bạn, tắt motor, tắt đồ hết luôn mới bắt được. Lô cá này lô cá 27 cho tới 32 cm các bạn. Bây giờ mình bắt hai em trong này và một em trong hồ để ship cho em ở Lâm Đồng. Trốn hết rồi các bạn, giờ nắp lên trốn hết trơn. Các bạn thấy nước rất là trong không? Với cái vàng lọc này thì rất là ok. Vàng lọc Paki 5 tầng ha. Và với lại một đèn UV 11W. Đây mà tủ điện này. Bây giờ mình tắt nước rồi hết đi để mình mới bắt cá được nha. Trong này có vài em mình rất là thích, mình để lại nên mình không có bán. Rồi nước tắt rồi các bạn. Các bạn thấy nước tắt rồi thì sao, trong vắt luôn. Có một em bị lỡ mình đang trị bằng thuốc tím các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cá ra nha. Cá ơi hả, con nói chuyện với cá hả? Đây các bạn, đây mình bắt ra được một em Kohaku, một em Sanke và một em này thì bị Panatium bị lai các bạn, nhưng mà nó có một cái màu vàng ở trên lưng nữa, cũng ok thôi. Em này mình vừa bán vừa tặng. Em Kohaku này, em Kohaku là rất mập, các bạn thấy mập tù lù luôn. Rồi còn em Sanke Full Rin Rin này cũng rất là đẹp. Con đừng có phá con. Các bạn thấy cái gù của con cá không? Cái gù của con cá này cực kỳ đẹp luôn, rất là cao luôn. Nó gù nè, gù như cá nhật các bạn, gù đậm lắm. Và cái mảng màu đen của nó rất là tốt nha. Từ ngày mình chuyển qua cái thùng giữ màu xanh đó các bạn, lên màu rất là ok. Cá là chỉ chủ yếu là cái khoảng màu đen thôi các bạn. Còn mấy cái màu cam này nè, thì màu đỏ này nè, là mình là cá Việt nên mình phải chấp nhận cái khoảng màu này, nó không phải là màu đỏ nha. Nhưng mà nó cũng là đẹp đó các bạn. Nhưng mà cũng là cá đẹp nha. Nói chung là em này em mua của mình rất là nhiều, nên mình cũng vừa bán vừa cho em ấy rất là nhiều luôn. Để gọi là khách mối đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng bọc ship đi ship cho em ấy ở, em này gửi về Lâm Đồng nha. Rồi đóng thùng rồi xong rồi các bạn ra đứng đường rồi chờ xe các bạn. Em này em mua lần thứ nợ gì đó, nói chung mà mua rất là nhiều lần rồi. Lần nào mình về cá mới cũng mua hết đó các bạn. Nói chung là cảm ơn em ấy rất là nhiều, cứ có cá là em ấy ủng hộ. Em ấy cứ cũng đổi cá vậy đó, cứ cá xấu rồi bỏ đi, rồi bắt đầu cứ tuyển thêm cá mới, kích cỡ mới, mong muốn theo mong muốn của mình. Các bạn đi chơi lâu cũng vậy á, các bạn sẽ lúc đầu sẽ chơi cá nhỏ, rồi từ từ các bạn sẽ muốn nâng lên cá lớn. Rồi mình làm video hôm nay tới đây thôi nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.